shipper mới gửi nè, nhớ chuyển khoản cho người ta. Bây giờ không có thiết tha gửi gì chuyển gì nữa trơn á. Mắc gì? Đang buôn bán không có được nè. Ui anh Nhật ơi, cái này là tình hình chung của kinh tế xã hội rồi. Bây giờ chứng khoán của anh xuống quá dần, áo của anh lên xuống theo nó luôn. Anh á. Gì nữa? Chưa bỏ nữa thiệt. Thôi rồi em ơi, cái chuyện đó là cũng như là cái nghiệp rồi. Cái đó cũng nuôi sống anh chứ phải không đâu. Ơi, nhưng mà anh hành hạ cả gia đình. Để em nói cho anh nghe. Anh muốn... Thôi cả. Cái chuyện ăn chịu là anh chịu. Chứ hả, em có làm gì cho anh đâu. Mà em cứ lên đời em dạy anh hoài. Em nói thiệt nè, bàn thờ nè, em vô ngồi luôn đi. Rồi ăn gì anh cũng. Cười quá à. Trong nhà này á, mỗi lần anh làm gì cũng phải gánh chung. Trong khi người ta công lực. Dạ, bà nội. Bà nội ngồi lại nè. Nè các con ơi. Dạ. Sao nội? Con giùm số này, đọc hoài đọc ra cái số này. Dạ. Đó, thông báo tiền điện đó. Gì vậy? Ghi rồi các con. Ủa? Cái gì vậy? 5 triệu. Ờ, lúc mà nội được nhận cái tin thông báo này nè, nội cũng giống như can như con à. Tôi nói cho mấy người biết, lúc trước á, con Châu á, nó quán xuyến cái chuyện nhà cửa, tiền nông, điện nước. Tiền điện mỗi tháng á là nó chi ra. Rồi bây giờ cái mấy người cứ xài thả nó ra, xài cho cố mạng. Nó chi không nổi. Nó mới yêu cầu là bây giờ mỗi người trong gia đình mình góp chút để đóng tiền điện, tiền nước. Mà bây giờ xài cái kiểu này nè, tính sao đây? Nhưng mà nội ơi, sao mà góp được? Con á, con không xài gì hết trơn á nội. Con nói thiệt, nhiều khi con thấy vợ chồng anh chị hai xài điện con tức ngang giùm nội luôn á. Bây giờ á, anh chị hai mà xài máy lạnh á là coi như là 24/24 luôn. Mà không những là anh đó. Chị hai mà là còn anh ba của con nữa. Gì đó? Anh á, anh không có nghĩ lại anh. Gì? Nè, anh mở máy anh coi chứng khoán, anh chơi game gì đó để 24/24 luôn. Nè, em livestream rồi xong em mở máy lạnh pha, mở máy pha xong đi giao hàng là quên tắt. Bây giờ là nội thấy rối thiệt đó. Dạ. Dạ. Mọi người á ai cũng là xài thả ga hết á. Đó, thôi bây giờ vậy đi. Gom tiền lại thanh toán tiền điện tháng này cho nội. Ủa nội? Mà con đâu có xài đâu nội. Anh chị hai với bộ, anh ba nội. Chết rồi. Nội. Nói gì vợ, vợ nội nói vậy rồi. Cái gì cũng tới tay hai anh em mình hết. Trong khi là hai chị hai cũng là cái người xài nhất. Em thấy đi, anh có xài nhiêu, em có xài nhiêu. Chỉ có anh chị hai là người xài nhất. Sao nãy lúc nội đây em nói vậy đi. Bàn bạc đồ hay lắm. Lúc mà có hai đứa kiểu như là bộ phê vậy. Sao có nội đây tự nhiên cái nói anh chị hai thôi. Nói những người vắng mặt thôi. Tự nhiên đái vô tôi chi vậy. Nè, hồi nãy là em tố anh trước ha. Chứ không phải là anh tố em trước ha. Bây giờ á, mình phải tìm cách nào đó để cho chúng ta có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Chứ bây giờ anh chị hai lấn lướt quá rồi. Rồi bây giờ cái vụ tiền điện nè, rồi còn rất là nhiều cái thứ sinh hoạt. Mà bây giờ anh chị hai là nhân khẩu là đến 3 người luôn. Nhưng mà giờ chịu có 1 phần à. Giờ không biết phải làm sao nữa nè. Đúng rồi đó, anh cũng biết làm sao chứ. Nè, cắt. Bình thường anh thấy em rất là lanh lợi mà. Buôn bán thì nó cũng ghê gớm lắm. Sao? Bây giờ em suy nghĩ được cách gì nãy anh hai lên sẽ trời ơi, làm như suy nghĩ cái là ra vậy. Chứ sao, cát của anh mà. Sao á, tự nhiên kêu tôi nghĩ cái con cát. Nhưng mà có nha. Cầm đi, cầm rồi coi nè. Chữ ngược không, con đọc không được. Tự cầm rồi tự xoay sở mà coi. Dạ. Ôi dồi, ôi dồi, sao mà nhiều tiền thế? Ôi dồi, cái gì? Nó vô lý quá, vứt nó đi. Vứt cái gì? Vứt cái này. Vứt cái này là cái gì? Vứt cái bưu điện ấy. Cô điên tiền, hả? Tiền. Đó. Cô coi đi. Cô thấy cô hết hồn chưa? Dạ, hết hồn là cái gì? Cho nên đây là cuộc đối chất giữa tôi và cô trong cái vấn đề tiền điện này. Đối chất cái gì mà tiền điện à? Thì mình dùng bao nhiêu người ta báo tiền mấy nhiêu thì có gì đâu, mình phải đối hết cả chất ạ. Vậy à? Bởi tôi nói đó, người đời đánh giá những người làm mẹ chồng như chúng tôi nha.
nào là nói phê bình chúng tôi, phản ảnh chúng tôi từ ở trên những cái mặt truyền thông, vâng, phim ảnh nè, rồi báo chí, báo đài, vân vân và vân vân. Nhưng có ai hiểu cái nỗi đau của mẹ chồng như chúng tôi không? Dạ đau cái gì ạ? Ủa, mấy người cứ nói là ừ, mấy bà mẹ chồng như chúng tôi nè, gọi là ức hiếp con dâu. Sao có? Áp lực với con dâu. Dạ cũng có. Ức kỷ với con dâu. Có. Có, ừ. Người ta viết là có. Rồi ai chịu được cái nỗi tiền nỗi đau này? Đây, hả? Vấn đề nó nằm ở đây. Nghĩa là người ta chỉ nhìn ngoài mặt thôi, đằng sau lưng và bên trong vấn đề người ta không có nhìn thấy được. Vâng. 5 triệu đồng tiền điện. Vâng. 5 triệu đồng tiền điện là từ do mấy người, do gia đình mấy người phung phí đó. Rồi có ai biết được là bây giờ tôi đang chịu cái nỗi đau này không? Tiền điện 5 triệu mấy người xài như thế nào mà để như vậy nè? Tôi nhìn tiền điện thôi mà tôi chóng mặt, tôi đầu quỷ đi nè. Rồi mẹ, rồi mẹ cứ bình tĩnh đã. Tôi không bình tĩnh, giờ phút này tôi không thể nào bình tĩnh được nha. Vâng. Bình tĩnh cái gì? Cô bình tĩnh được không? Dạ bình tĩnh được ạ. Bình tĩnh bằng cách nào hả? Chị cứ ngồi yên thế là nó bình tĩnh ạ. À, ý là cô nói là ngồi yên. Bình tĩnh là cô có cách giải quyết cái gì? À, dạ chưa. À chưa à? Vâng. À, cái tôi nghĩ là cô đã có cách giải quyết rồi đó. Nè, tôi nói cho mấy người biết nghe chưa? Nếu mà có cách giải quyết á, là sao? Là gì á? Tiền. Giải quyết bằng tiền. Những người nhà giàu, những người có tiền, những người đại gia, ôi, 5 triệu này vô tư. Đúng, mẹ nó thế là đúng rồi. Nhìn mẹ là thấy giàu này, thấy đại gia này, 5 triệu là cái gì đối với tôi mẹ đâu. Tôi nghèo mà. Tôi rất nghèo. Không nhìn mẹ thế này mà ai bảo nghèo. Ôi giời ơi, nói cái cẩm thạch này của mẹ không là bao nhiêu là tiền này. Tôi có tiền. Vâng. Tôi rất giàu. Vâng. Nhưng tiền của tôi không phải để phung phí những cái chuyện này. Tiền của tôi xài phải biết cách xài nha. Cho nên tôi nghèo, tôi không phung phí như thế này. Tiền chứ không phải là giấy, hiểu chưa? À, dạ thưa mẹ, cho con có ý kiến tí. Dạ tiền nó cũng làm từ giấy đấy ạ. Đó, in chữ ra tiền. Đó là do mấy người, thấy rõ ràng chưa? Là do mấy người. Mấy người đi nhét não, nhét sọ của con mấy người. Những cái chuyện như vậy, tiền là giấy, giấy là tiền. Là do mấy người dạy con mấy người ở cái bộ môn là giáo dục công dân nha. Mẹ ơi, trong gia đình người ta gọi là giáo dục con cái thôi. Ừ, đúng rồi, giáo dục con cái. Đó, dạy nó vậy đó. Phải đừng tiết kiệm, phung phí đi, xài thoải mái đi. Tiền là giấy, giấy là tiền, cho nên mới có hệ lụy cái bill 5 triệu ngày hôm nay. Thấy chưa? Vâng. Cho nên tôi nói tôi biết rồi chưa? Vâng. Giải quyết như thế nào giải quyết ở các con mấy người. Vâng. Ha? Vâng. Đừng có để cái bill 5 triệu tháng này, tháng sau, tháng tới nữa vẫn còn tiếp tục là 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu. Tôi chịu không nổi. Vâng, mẹ ơi. Giờ cho mọi hoàn cảnh mình, chúng ta vẫn phải bình tĩnh để giải quyết ạ. Con xin mẹ nhé. Nó làm thế, nó lại lên máu, rồi lại chóng mặt, rồi bị viện bây giờ đấy. Thôi, đừng thở như thế. Ôi dồi ôi mẹ ơi, thôi đừng thở nào. Từ con giải quyết nha. Rồi, giải quyết cho tôi. Vâng, hít sâu nào, thở đều ra nào. Hít sâu vào, thở đều ra nào. Cười tươi lên. Đây, vấn đề đã được giải quyết ạ. Đồ ăn tới rồi nội ơi. Nội, con mời nội. Gì vậy? Dạ đó là món tổ yến chưng đường phèn. Tổ yến chưng đường phèn à? Dạ. Làm gì vậy? Dạ thì nó có công dụng là mình bồi bổ sức khỏe rất là tốt. Cái món này là món rất là mắc tiền đó nội, mình ăn vô là sức khỏe rồi dồi dào luôn. La 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 la. Qua Nhật mới về thành con. Trời ơi nội ơi, nội có thấy ai mà đem đồ ăn mà công phu như con không? Con tính toán hết rồi, cái ly nước màu gì là con mặc đồ màu đó liền. Chuẩn luôn. Nội ơi, nội có đoán được cái ly nước này là gì không? Là gì? Dạ, thưa nội, đây chính là tổ yến sâm bổ lửa. Cái gì cũng dính tổ yến vô xíu cho nó bổ em. Trời ơi, nội ơi, để con nói nội nghe nha. Tổ yến này, nội. Dạ, nội có biết không?
Tổ yến là một món ăn mà các bậc vua chúa thường hay dùng. Người ta gọi đó là món ăn vua các món ăn, là gọi là cao lương mỹ vị. Đúng rồi. Thế gian này. Dạ, nhưng mà cái cao lương mỹ vị nó gói gọn trong những lòng bàn tay của con và anh ba đây. Có nghĩa là vì sao? Vì sao tụi con làm hai món này là bởi vì con bán yến xào. Đó, mà yến xào của con là gì? Trời ơi, sạch, thơm, ngon, bổ dưỡng. Coi như là bao nhiêu tinh hoa là con gom vô cái chân yến này với cái ly sâm bổ lượng. Thông thường hen, yến của người ta bán á, là mình phải nhặt từng cọng lông ha. Nhưng không, yến của em các bán là một cái loại yến tinh sạch, không cần phải nhặt lông, mình có thể chế biến ngay lập tức. Trời ơi, không bán, không gì hết, nhưng mà biết rất rõ, hay quá vậy. Bởi vì sao? Dạ con làm cái gì cũng có tâm hết. Bởi vì sao? Yến mà mình bán yến là mình bồi bổ sức khỏe cho người già, đúng, phụ nữ và trẻ em. Chuẩn. Và phụ nữ mang thai nữa. Ừ. Trời ơi, sức đề kháng gì đó gì đó. Sức đề kháng chúng ta phải được tăng cường nhờ sử dụng yến. Bởi vì sao? Bởi vì là yến có thể cung cấp chúng ta những cái axit amin, những cái mà vi khoáng, vi chất mà cơ thể không thể nào tự tổng hợp được, mà chỉ có thể ăn yến mới có thôi. Thôi đi. Dạ. Ủa, hôm nay á, mấy người quảng cáo qua tới yến rồi hả? Có được tài trợ không? Mà sao quảng cáo khí thế vậy? Gom lại ý đi, muốn gì hả tôi? Dạ, dạ con, tụi con đang lăn xả mọi thứ dạ. để phục vụ sức khỏe cho nội. Dạ đúng, giữa những ngày nóng bức như vậy, chúng ta không có máy lạnh, không có quạt gì hết, thì con muốn là dùng những cái món này để thanh nhiệt cho nội. Vậy hả? Mấy người lăn xả quá ha. Dạ. Cho tôi ăn hả? Dạ. Rồi tôi lăn đùn ra tôi chết thì sao? Dạ. Không có đâu nội, đây là những món nó được kiểm nghiệm hoàn toàn. Này là hàng của em Cát bán này, nên có gì là em Cát chịu hết. Ủa, nói vậy sao được? Nhưng mà nội ơi, nội yên tâm đi. Trời ơi, tụi con là rất là mong là nội được sống thoải mái dạ. trong những ngày hè oi bức dạ. Cho tâm hồn nội không có bực bội, bức bối, khó chịu. Dạ, mặc dù chúng ta tiết kiệm nhưng chúng ta vẫn đảm bảo được sức khỏe. Nè, tôi bực bội, bức bối cái gì hả? Dạ thì đó, tại vì do ngôi nhà này đôi khi không, ngôi nhà này thì đã lắm, đẹp lắm, rộng rãi lắm, nên là không có đổ thừa cái ngôi nhà này được. Dạ. Tôi biết rồi, ý là mấy người là đổ thừa lỗi tại tôi, lỗi tại tôi với dạ, này không, đó. Không phải lỗi tại nội. Không phải tội nội. Nhưng cũng không phải tại con, cũng không phải em Cát. Dạ. Lỗi của ai? Không lẽ là lỗi của ông trời? Không không. Vô duyên bậy bạ. Dạ chắc là lỗi do thời tiết thôi nội. Thời tiết làm cho mình hơi bức, nóng nảy. Cho nên là mình phải làm những cái món này để cho vui vẻ trở lại. Ba dạ. Thời tiết là ông trời đó ha. Thời tiết lúc nắng lúc mưa là ông trời đó nha. Dạ. Như vậy giờ ai ta? Lỗi tại ai nhà này ta? Không phải thời tiết, không phải ông trời, cũng không phải chúng ta, nhưng mà vẫn là do nhân sự. Chắc là lỗi ba mẹ nó thừa. Không. Trời ơi, ý con dạ. Con nhắc tới ba mẹ là nói là ba mẹ thì không bao giờ có thể làm phiền lòng nội, không bao giờ làm cho nội bức bối bực bội hết. Dạ. Nhưng có hai đối tượng còn lại sẽ làm cho nội mệt mỏi, rệu rã, rũ rượi. Là hai người đó hả? Dạ đâu có, tất nhiên. Ý của tụi con á, không phải bất cứ một ai hết, mà chỉ có hai người, đó chính là anh chị hai. Dạ. Dạ. Là lỗi do hai người đó đó ha. Dạ. Bây giờ tôi không cần biết, tôi không cần biết cái lỗi đây là do ai. Ủa? Nha. Tôi không cần biết lý do làm sao mà tại sao nhà này mà tôi cúp điện như vậy. Là tại vì mấy người không đóng tiền điện. Tiền điện mấy người chưa có giải quyết nha. Thì tôi chưa cho mấy người xài máy lạnh, chưa cho mấy người xài điện. Tôi đã nói rồi, nói trong ngày hôm nay phải chốt đơn lại cho tôi, cả gia đình cùng hợp lại giải quyết vụ tiền điện nông cho tôi nha. Còn nếu không thì đó, tôi đuổi hết tất cả mọi người về Sài Gòn. Về Sài Gòn. Về Sài Gòn hết rồi. Và tôi sẽ không lập di chúc cho bất cứ người nào thừa kế ở gia đình của mấy người. Nội. Nội. Nội cái gì mà nội? Tụi con sao? Tụi con vô cùng có lỗi. Tụi con thèm khát được không vô? Nội ơi, bên cạnh nội. Nội, tụi con ở lại đây được mà. Nội ơi. Nội ơi. Nội. Trời ơi. Làm sao? Ai biết?